Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một game có miễn phí, có sẵn trên set play luôn nha. Đó chính là The Bonfire. The Bonfire là cái gì mình không biết. Hình như là lửa trại thì phải, đúng rồi. The Bonfire là lửa trại. Theo như mình thấy, game này có kiểu chơi sinh tồn nha. Và mình cực kỳ thích thể loại sinh tồn. Và các bạn để ý xuống đây, 4,6 sao đánh giá. Ui, cao vãi. Ui, có cả hành động này, hay. Nó chỉ có lấy gỗ à? Đúng rồi, để thành lập một vương quốc kiểu gì đầu tiên cũng phải lấy gỗ, chạy lửa à, bây giờ mới xây dựng này. Nó có cách nào lấy gỗ nhanh hơn không? Có mỗi có thành viên mới này mới vào vào luôn Ok, lấy gỗ hết. Lấy gỗ hết. Nhân sự mới này. Ngủ làm cái gì? Dậy làm thôi. Cái tiếng gì đấy? Có quái vật à? Sao nhạc kịch tính thế nhỉ? Rồi thôi, chết tôi rồi. Thôi. Đánh nó. May quá. Đánh nó được ra. Được thì đâu nhỉ? Nãy không để ý. Phải kiếm được 20 gỗ. Sao chạy chậm thế? Ui giời ơi. À, hình như phải đốt đốt lửa đúng không? Để chạy nhanh đúng không? Hay là trời lạnh quá chứ, đúng rồi. Tuyết rơi xong trời mưa này lạnh là phải. Ồ, có nhân sự mới. Mới anh vào. Mới anh gia nhập. Gia nhập làng tôi, ok. Không phải nhân sự à? Gian thương à? Cho làm việc luôn. Phải cho à? Nếu mà không cho thì sao? Thôi mở lòng nhân từ phát nhá. Thôi mở lòng nhân từ đi. Mà thiếu. Nguyên cái con sói to như thế được có đến một thực phẩm. Anh Giai này là tự hồi máu luôn hay là mình phải làm gì đó để anh Giai này hồi máu nhỉ? Ok rồi, đủ tài nguyên rồi anh em ơi, làm sừng chế tạo thôi để xem nào. Để chế tạo xây ngay đây, dùng để chế tạo vật phẩm. Ok, đuốc lửa, giáo gỗ, xe đẩy đấy, xe đẩy là nãy có hiệu chữ nó hiện xe đẩy là lấy được nhiều tài nguyên hơn đúng không? Tốt là luôn cái xe đẩy lấy cho nó nhanh lắm, là luôn cái xe đẩy này. Thằng nào sẽ sử dụng xe đẩy? Ai sử dụng xe đẩy? Xe đẩy đâu? Xe đẩy chỗ nào? Giáo gỗ nữa này. Lính gác có thể dùng giáo để tấn công.
chắc là mạnh hơn đấy nhỉ. Có nhân sự, có nhân sự mới vào, mới vào đến đây. Ok, hơi đói nhưng nhẹ sung sức, hơi đói cho làm thực phẩm quá hợp lý luôn. Lại thêm nhân sự nữa anh ơi, hơi đói phải mạnh, phải mạnh thì xéo gỗ đi. Giáo gỗ, hiệu xéo gỗ xin được. À đây chắc con này không biết thu hoạch được gì không nhỉ, không biết qua thôi mày. Ui, một anh phải nằm xuống rồi. Tôi rất tiếc vì sự hy sinh của anh, nhưng mà anh thực sự quá dũng cảm, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Ua ua cái đéo gì.
Một anh đã phải nằm xuống. Nhân sự. Một anh lính gác đã phải nằm xuống một cách anh dũng nhất để bảo vệ cho ngôi làng này. Rất tiếc thương anh. Giờ làm sao để xử lý xác anh này nhỉ? Làm sao để xử lý xác anh này nhỉ? Chúng ta cần phải xử lý xác. Và ok, vậy là hết game rồi. Đây chỉ là bản chơi thử của game Bonfire thôi nha anh em nha. Anh em muốn chơi full game thì phải mất tiền nha. Ok. Và game thực sự rất là hay luôn á. Anh em lên chơi thử nha, lên chơi thử. Game khá là kịch tính nhưng đây chỉ là bản demo thôi. Ok. À, bản beta, à bản không mất tiền. Nói luôn như thế nha. Ok, hẹn anh em ở một video tiếp theo của mình. Và chúc anh em một ngày tốt lành nha. Hẹn gặp lại.